Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ baking soda là gì và những công dụng của baking soda nha. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ cho các bạn nghe baking soda và những công dụng của nó như thế nào từ AI nha, rồi sau đó mình sẽ nói lại từng phần để đằng mà cho các bạn dễ hiểu hơn. Bởi vì trong AI thì nó chỉ là tóm tắt, nó cho mình biết là baking soda là gì thôi. Baking soda là gì? Baking soda, hay còn gọi là muối nở, là hợp chất hóa học có tên gọi natri bicarbonate, NaHCO3. Đây là dạng bột màu trắng, không mùi, có vị mặn nhẹ và tan ít trong nước. Công dụng của baking soda. Baking soda có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống, bao gồm 1. Vệ sinh nhà cửa, tẩy rửa bồn cầu, bồn tắm, bếp ga, khử mùi hôi tủ lạnh, tủ giày, làm sạch thớt gỗ, dụng cụ nấu nướng. 2. Chăm sóc sức khỏe, làm trắng răng, khử mùi hôi miệng, giảm ợ nóng, trào ngược axit, làm dịu da sau khi côn trùng đốt. 3. Làm đẹp, tẩy tế bào chết cho da, làm trắng da, trị mụn. 4. Nấu nướng, làm bánh, tạo độ xốp cho bánh, làm mềm thịt, tẩy rửa trái cây, rau củ. Lưu ý, nên mua baking soda tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng. Sử dụng baking soda đúng cách để tránh tác dụng phụ. Đó là vừa rồi là AI nói nha. Bây giờ mình trước trước tiên là mình nói theo trên những cái bao bì mà người ta đóng gói ha. Thì đây, như các bạn thấy, để đằng mà chùi những cái lò nóng, mình có thể dùng để đằng mà lau chùi nó rất là sạch nha. Dù rằng có dầu mỡ như thế nào đi nữa, vẫn rất là sạch. Thì cái cách làm thì cũng dễ thôi. Mình bỏ cái một muỗng baking soda vào nước, mình quậy. Còn không thôi thì có thể cho chút giấm hoặc là chanh vào rồi mình lau chùi nó đi ha, thì là nó sẽ sạch tẩy hết dầu đi. Kế tiếp là làm bánh nha. Thì để làm bánh thì làm cho cái bánh nó xốp, nhưng mà phải lưu ý một điều là làm bánh này là chỉ những cái bánh nào mà bánh màu vàng như vậy thôi nha, chứ không có làm bánh bao được. Bởi vì khi nếu mà mình làm bánh bao á, cái bánh bao á nó sẽ ra cái những cái màu hơ ửng vàng vàng nha. Rồi ở đây là để rửa rau cải. Thì như các bạn biết đó, thường thường đó là rau cải người ta trồng, người ta có bỏ hóa chất và phân rất là nhiều. Vì vậy nên khi mà mình mua về á, trước khi thay gì, trước khi người ta lặt xong á, người ta chỉ rửa sơ qua. Thì bây giờ á, mình ngâm vào nước cho khoảng chừng một muỗng cà phê, ít thôi, một muỗng cà phê thôi. Mình để ngâm trong đó, rồi mình rửa sơ lại. Thì là nó sẽ tẩy rửa đi những cái hóa chất, chẳng hạn như thuốc trừ sâu hoặc là phân bón mà còn lại ha. Và cái kế nữa là để lau chùi thùng rác nha. Thay vì thùng rác thường thường mà những cái thùng rác nhỏ mà để trong nhà mình xài lâu ngày nó bị hôi, thì mình cũng dùng giấm hoặc là chanh hoặc là nước không cũng được, không sao. Thì mình cũng cho một muỗng đó vô, xong rồi mình để cái nồi dẻ mình làm cho ướt đi rồi mình lau nó đi, thì là nó sẽ sạch thôi. Đó là đối với là cái thùng rác ở bên trong nhà. Còn nếu mà thùng rác ở ngoài nhà thì các bạn có thể là pha khoảng chừng một vài lít nước, khoảng chừng 2 muỗng baking soda vào thùng, xong rồi cái mình lắc nó, xong rồi mình để nó một hồi cho nó tẩy mùi hôi đi. Thì mình lấy vòi nước mình xịt lại, thì cái này nó vừa không hôi mà lại là nó cũng không có dòi luôn nha. Còn về giặt quần áo á, thì cái cách này á, thì cũng đơn giản thôi. Thay vì các bạn giặt bằng xà bông hoặc là thuốc tẩy, thì là mình lấy những quần áo hoặc là dẻ khăn mình bỏ vào cái máy giặt, nếu là máy giặt đứng nha. Nếu là máy giặt đứng thì mình bỏ vào cái máy giặt, xong rồi mình cho khoảng chừng nửa cắp, tức là khoảng chừng 100 gram mình bỏ vào đó, rồi mình cho nước vào, rồi mình ngâm nó một hồi xong rồi đó. Rồi mình tắt nó đi, mình để đó khoảng chừng vài tiếng sau hoặc là qua đêm rồi mình giặt. Thì khi mà mình giặt á, thì mình chỉ bỏ cái nước mà làm cho mềm quần áo đó, chứ không cần phải là dùng xà bông nha. Đó là cho những cái máy giặt đứng. Còn những cái máy giặt mà nằm ngang á, thì mình làm như thế này. Chẳng hạn như cái thường thường những cái chỗ mà máy giặt thì người ta có những cái bồn giặt, thì mình á thì mình ngâm trong đó, mình bỏ quần áo trong đó, xong rồi bắt đầu mình ngâm xong rồi qua đêm hoặc là vài tiếng sau mình mới xả nước nó ra, mình mới lấy cái đó mình chỉ mới bỏ vào cái máy giặt của mình, rồi mình châm cái nước làm mềm mềm quần áo á, cái nước thơm á, rồi mình giặt thôi. Đó là cái cách cho cái máy giặt nằm ngang nha.
Rồi, kế tiếp là để chùi nồi nhé. Như các bạn thấy, ở đây để cho chùi nồi. Nếu mà những cái nồi mà nó bị dơ lâu ngày á, thì mình pha một cái bồn, mình ngâm những cái nồi trong đó, mình cho cái baking soda vào đó, ngâm càng lâu càng tốt, qua đêm, và nước càng nóng càng tốt, ngâm ở đó qua đêm, còn không thôi khoảng chừng nửa tiếng một tiếng cũng được. Mà nhưng nếu mà nó mà bị dơ nhiều quá, bị khét, bị đóng đóng bợn nhiều quá thì mình nên ngâm lâu một chút, rồi sau đó lấy ra mình dùng cái bù nhùi á, mình chùi đi, vậy là nó sạch bóng lên hơn. Rồi đó là những gì ở trên bao bì nói nha. Ở đây mình còn rất là nhiều, chẳng hạn như ở đây, như các bạn thấy, các bạn có thể dùng cái này để đăng, mà những cái sinh, những chỗ nước nó giống như vậy đây, thì ở dưới nó có cái cổ vịt nó đóng lâu ngày, và khi mà bạn xài lâu ngày á, nó sẽ bị đóng dầu, đóng bợn bên trong đó, và nó bốc mùi hôi lên ha. Thì các bạn múc cho mình một muỗng bỏ vào cái sinh, xong rồi để đó khoảng chừng càng lâu càng tốt nha. Thì các bạn đổ nước nóng vô thì nó sẽ tẩy đi hết mùi hôi và những cái bợn dầu trong đó. Bỏ baking soda vô trước, xong rồi đổ giấm vô, xong rồi để đó. Rồi khi nào mà mình muốn sạch á, mình cho nước nóng vào, nước ấm, nước nóng, hoặc là mình xả nước không cũng được, nhưng mà nước nóng hoặc là nước ấm thì nó tốt hơn nha. Đó là cái cách mà mình thông những cái sinh, những cái bồn mà nó bị hôi. Kế tiếp á là để cho lau chùi những cái mà bàn á, mà nó bị giống như thường thường ở đây người ta dùng cái từ từ counter, là có nghĩa là những cái bàn giống như đây, ở ở phía trên đây đây đó, mình lau chùi ở trên đây. Thì các bạn cũng có thể dùng cái này pha với lại nước ấm để đằng mà lau chùi nha. Các bạn có thể dùng cái này để đằng mà lau chùi tủ lạnh luôn. Thì cái cách làm của nó thì cũng dễ thôi, thì cho một miếng chanh, khoảng một muỗng baking soda vào cái tô đi, rồi mình nặn nửa trái chanh vào cái baking soda, rồi sau đó mình lau chùi ở trong tủ lạnh nha. Và còn thêm cái nữa là để mình sẵn đây, mình lấy cái này cho các bạn xem luôn. À, đây là cái trái banh này, đây là mình có bỏ cái baking soda vào cái trái banh này, mình bỏ vào cái gói như vậy đây, mình làm đây cũng cái năm này, cái mình lấy tissue ha, cái mình bỏ cái baking soda vô đây, mình gói lại, mình bỏ vô trái banh. Nếu các bạn nào mà không có những trái banh như vậy đó, thì các bạn có thể để trong một cái hũ hay là cái gì mà nó có nhiều lỗ để đằng mày bốc hơi ra. Thứ nhất nó vừa hút ẩm, cái thứ hai là nó làm vừa tẩy cái mùi hôi trong cái tủ lạnh nha. Thật ra cái tủ lạnh này từ hồi mình làm video rồi cho tới bây giờ là cũng khoảng 2 năm rồi, mình cũng chưa lau chùi lại, mà tủ lạnh nó cũng không có hôi. Thì cái này mình để ở phía bên trong tủ lạnh, các bạn có thể làm một hai trái gì vậy đó, các bạn để ở bên trong tủ lạnh nha, thì nó sẽ không có bị hôi nữa. Rồi cái thứ ba là laundry. Laundry ở đây đó là tức là cái máy giặt. Thì thường thường các bạn mà xài máy giặt mà lâu ngày, các bạn biết các bạn giặt đồ á, các bạn cảm giác cái máy giặt của mình nó bị hôi, hoặc là quần áo mình nó giặt ra nó bị hôi, có nghĩa là bên trong những cái bợn nó nằm phía ở dưới cái lòng giặt, hoặc là những cái ống nước nó ra vô nó đóng bợn trong đó. Các bạn cho mình vô khoảng chừng nửa cấp, tức là khoảng chừng 100 gram vào trong đó, rồi các bạn cho mình khoảng chừng nửa lít, lít giấm vô đó nha, rồi thêm cho một ít nước, khoảng chừng 1 lít nước hoặc nửa lít nước trong đó, để ngâm một hồi đi, khoảng chừng 5 phút 10 phút, xong rồi bắt đầu bấm máy quay cho mình. Thì ở đây á, các bạn sẽ nhìn kỹ, khi mà cái dồi nó ra đó, nó sẽ những đống những cái bợn mà nó màu nâu nâu vàng vàng nâu nâu, nó đống bợn trong đó, nó tẩy hết ra những cái mùi hôi trong đó, và cái lòng giặt của mình á, nó rất là sạch nha. Còn ở đây á, là để lau chùi thùng rác. Rồi đó là những gì trên đây nó nói, AI nói. Cái thứ hai là mình nói theo trên cái những cái bao bì ở mặt trước và mặt sau của hãng nó nói. Còn mình á thì á, trước á mình dùng cái này á, là mình để cho mình thông cống hôi, chẳng hạn như mình mới vừa nói với là các bạn là để ở lần mà thông những cái sinh, nước sẽ đóng từ cái khu vực này ha, đóng dài lên tới đây, lên tới trên đây, nó rất là hôi nha. Thì mình bỏ cái baking soda, nó sẽ chạy dòng vô đây, nó nằm giữ ở đây và nó clean cái chỗ này, những cái bợn, những cái đống trong đây và mùi hôi cho nó đi luôn. hoặc là những cái cống ở phía bên ngoài nhà. Thì cái cách làm thì nó cũng tương tự giống như nhau hết. Thì các bạn cho khoảng chừng nửa cấp soda, tùy theo cái cống lớn, cống nhỏ, thì cho vào đó, xong rồi cho một miếng giấm để vào. Rồi khi mà muốn nó sạch đi đó, thì các bạn hứng cho mình một thau nước càng nóng càng tốt, đổ vào đó thì là nó sẽ tẩy tẩy sạch mùi hôi đi. Thì cái cách này á, vẫn áp dụng cho cái toilet được nha. Thì bằng cái toilet á, thì các bạn cho nó khoảng chừng cũng là nửa cấp
vào trong cái bồn, xong rồi cho một ít giấm để vào đó ngâm trong đó. Các bạn biết phía sau ngay chỗ cái cổ dịch của cái toilet á, nó cong đường cong lên như vậy nè, thì nước nó chặn ngang đó, nó sẽ đóng bợn, đóng mùi hôi trong đó. Thì mình làm như vậy thì cả nguyên một cái bồn toilet nó sạch luôn. Và trong cái thùng nước các bạn có thể cho baking soda cỡ bao nhiêu đây, rồi mình thả xuống nằm trong bồn, nằm trong cho nó nằm chìm trong đó luôn. Thì cái baking soda này rất là khó tan nha. Các bạn đừng có sợ bỏ vô vài ngày thì nó tan hết, không có đâu. Cứ để như vậy thả vô, mình đã thử rồi thì là khoảng 2 tháng sau thì nó mới trôi đi hết thôi. Thì mình bỏ cái mới vô. Bây giờ là cái cách lau chùi cái chữ lò V3 là nó như thế này nha. Các bạn lấy một cái chén hoặc là cái tô cho mình, cho khoảng nửa tô nước, nặng khoảng chừng nửa trái chanh hoặc là một trái chanh cũng được, không sao hết trơn á. Nửa trái chanh hoặc một trái chanh vào nửa tô nước như vậy, để vào cái lò V3 cho mình ha, cái lò microwave. Các bạn bấm cho mình 5 phút, nước nó sôi kệ nó, cứ mặc kệ nó. Cái mình nặng chanh trong đó, mình bỏ luôn trái chanh trong đó nha. Sau một hồi khoảng chừng 5 phút thì các bạn tắt đi, thì nước trong đây nó rất là nóng nên cẩn thận nha. Mình lấy ra thì cái lò microwave của mình á, bên trong á, nó mềm mà đó. Trong thời gian đó mình cho khoảng chừng nửa nửa cái nửa cup baking soda, tức là khoảng chừng cái muỗng canh như vậy đó. Khoảng chừng 2 muỗng cho mình nha. Xong rồi bắt đầu mình quậy lên, rồi mình lấy dẻ, mình dùng cái này rồi mình lau bên trong. Mình làm như vậy là bởi vì cái mùi chanh á, nó sẽ làm cho tẩy hết cái mùi hôi bên trong, với lại trong cái thời gian làm 5 phút á, nó làm mềm đi những cái vết dơ, những cái vết bẩn bên trong microwave. Xong rồi sau đó mình dùng cái baking soda này mình lau chùi lại một lần nữa thì nó rất là sạch nha. Rồi bây giờ tới sàn nhà, thì cái sàn nhà này á, các bạn biết thường hồi xưa mình làm như vậy, mình đi giao đồ cho những nhà hàng, mình bỏ mối cho những nhà hàng, thì những nhà hàng á, người ta lấy những cái baking soda này rất là nhiều, thì mình không có biết. Thì sau đó thì mình mới biết đó là người ta dùng cái baking soda này đó để mà người ta lau chùi như chỗ nhà bếp của người ta nha. Thường á, người ta chỉ quét quét gác là thôi, xong rồi sau đó người ta cho khoảng chừng một cup vào cái xô nước nóng, người ta quậy ra, người ta tạt, cái người ta để đó, sáng hôm sau người ta trở lại người ta lau là nó sạch bóng đi, sạch đi cái những cái vết dầu ở dưới sàn nha. Còn nhiệt kiến thì cũng là cái baking soda này á, mình để dùng nhiệt kiến á, là thì các bạn có thể cho một cái bánh tây tùy theo loại kiến nha, hoặc là có thể cho đường, hoặc là vừa cho đường vừa cho một cái bánh tây bóp nát ra, cho thêm một muỗng nhỏ một muỗng cà phê thôi baking soda vào, rồi mình trộn đó. Thì mình làm video này thì có rất là nhiều người comment đó, là người ta nói không có thấy kiến chết mà chỉ có thấy dáng thôi. Thì nó là như vậy nha, dáng thì nó ăn tại chỗ, mình có thể thấy được xác dáng chết, còn kiến nó không ăn tại chỗ nha. Kiến nó tha về tổ, nó tha về tổ đó, để khi nào mà giống như trời mưa hay là gì đó nó không ra ngoài ăn thì nó ăn. Thì cái thông thường á, là khoảng từ 10 ngày cho tới 2 tuần á, thì mình mới không còn thấy kiến nó bò lảng vảng nữa nha, chứ mình không có thấy xác kiến đâu, mình không có thấy con kiến nào chết hết trơn á. Rồi cái kế tiếp á, là để trồng cây nha. Cái trồng cây này thì mình cũng đã áp dụng nhiều rồi, nó là để kích thích cây và đồng thời nó giết những cái con mà ở đây á, mình kêu con scrub, là con sùng sùng đất, sùng đất chứ không phải là trùng đất nha. Những cái con mà giống như cái trứng của con ve mà nó đẻ nằm ở dưới á, thì cái này mình cũng không nên lạm dụng lắm, mình chỉ bỏ ít thôi, thì nó giết được những cái con sùng đất và nó kích thích cây. Bởi vì mình nếu mà mình bỏ nhiều quá thì đất nó sẽ bị dẻ, bởi vì những con trùng đất nó bị chết nha, thì đất nó sẽ bị dẻ xuống. Rồi kế tiếp là cái để cho giày bị hôi. Thường thường á, có những người á, bị cái chân dài bị hôi hoặc là cái tủ dài bị hôi, thì bằng cách này mình lấy cái khẩu trang mình cắt một đầu, mình bỏ khoảng chừng một muỗng nhỏ baking soda này vào trong đó, rồi bắt đầu mình cột là một đầu, rồi mình nhét vô đôi giày, khi nào giày mình mang về đó mình nhét vô trong đó thì là nó sẽ không có bị hôi nữa nha. Hoặc là các bạn cũng có thể làm những trái banh giống như mình làm vậy đó, mình bỏ vào cái tủ, hoặc là mình cũng làm bao bao giống vậy đó, mình bỏ vào cái tủ dài thì nó vừa hút ẩm và nó tẩy mùi hôi nha. Rồi kế tiếp nữa là tủ quần áo, thì tủ quần áo này cũng vậy luôn. Khi xưa mà mình không biết đồ của bà xã mình là bị nhiều nhất, đồ của mình thì bị ít thôi. Thì quần áo mà để trong đó khoảng chừng 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó thì đem ra nó bị lỗ, nó cắn lỗ 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 lỗ, không biết cái con gì. Sau đó mình mới phát giác ra được là trong đó nó có những cái con mà nó dài dài, mà nó có hai cái càng ở đằng trước nhỏ nhỏ, mình không biết coi tiếng Việt con nó kêu là cái gì, bởi vì ở Việt Nam mình cũng chưa thấy qua nữa.
mình lấy cái này cái mình mới bỏ vào một cái, mình bỏ vô cái ly ở trên lầu, mình bỏ vào một cái ly như vậy, cái mình bỏ nửa nửa ly cái baking soda, cái mình mới lấy cái khẩu trang á, cái miếng vải khẩu trang á, mình mới chùm lại, mình lấy cái dây thun mình cột cái miệng lại, rồi mình để nằm ở sát góc, thì từ đó về sau á thì nó quần áo của mình không còn bị nữa, và trong cái phòng đó mình kiếm cũng không còn những cái con đó nữa, tại vì cái baking soda này á, là nó hút ẩm nha, thì quần áo của mình nó không có hôi. Thay vì người ta bỏ lông não thì lông não nó rất là hại, thì bây giờ mình dùng bằng cách này, vừa hút ẩm tẩy mùi hôi và nó đuổi luôn được những cái con đó luôn nha. Cái kế nữa là người ta làm để ướp thịt nha, thì thật ra cái này á, nó không có hại nếu mà mình dùng đủ, đừng có lạm dụng nó quá thì nó không có hại. Nếu mà ai ở nước ngoài ăn cái món thịt, đặc biệt là thịt thịt bò Mông Cổ á, thì sẽ biết người ta sẽ bỏ này, người ta trộn hẳn trong đó, rồi người ta thêm tương xót gì đó, người ta xào lên, lên thấy cái nước nó sền sệt á, nó là cái baking soda, nó làm cho mềm thịt nha. Nhưng mà còn những nhà hàng mà Việt Nam á, thì thường những cái thịt dai đó, thì cái này người ta ngâm qua để cho vài tiếng, sau đó người ta mới rửa đi, người ta mới cho hành tỏi rồi nêm nếm lại, thì làm cho miếng thịt nó mềm đi nha, dù rằng thịt đó rất là già rất là dai luôn. Thì đó là cái cách mà để cho làm thịt. Những gì mà mình nói nãy giờ đó là kinh nghiệm bản thân của mình. Đầu tiên là AI, cái thứ hai là mình nói theo bao bì, còn cái phần cuối đó là cái những gì mình đã sử dụng qua, mình đã làm qua thì mình chia sẻ với lại các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay là hữu ích, hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe thì subscribe cho mình cái nha. Subscribe có cái chuông, cũng là cái chuông cái nữa. Chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó, thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Mình quên nói nữa, về làm đẹp á, thì làm đẹp và chữa bệnh á, thì mình không có dám chia sẻ, thì như mới vừa vô thì trong AI nó có nói là như vậy đó, nhưng mà cái này á, nếu mà mình xài vừa phải, vừa mình xài đúng liều lượng thì nó không có hại đâu nha. Cái đó mình nói thiệt, mình đừng có lạm dụng nhiều quá thôi. Thực ra cái này thay vì giống như mỗi khi mà người ta đau bụng, người ta pha một phần nước soda, hai phần nước chính để đặng mà uống khi mà người ta bị giống như cái bụng mà khó chịu quá, hoặc là giống như bị ở chua đó, thì bây giờ mình cũng có thể, nếu mà ở nhà không có soda, không có những cái chai soda, hoặc là những cái chai mà ở Úc thì người ta kêu là soft drink, còn ở Mỹ thì người ta kêu nó là soda, nói chung là nước có ga, thì các bạn có thể dùng bằng cách này. Cho một muỗng. Cái này á, là mình làm cho các bạn xem, chứ các bạn không nên thử nha, cho khoảng chừng một muỗng như vậy. Bởi vì chia sẻ mà về mà có liên quan tới sức khỏe đó thì mình rất là ngại chia sẻ nha, nên thành thử cái này mình chỉ làm cho các bạn xem thôi, để cho các bạn tham khảo thôi. Thì cái này sau khi mà mình bỏ vào, mình quậy cỡ nào quậy đi nữa thì nó cũng còn một lát, lúc nào nó cũng còn đóng ở phía dưới như vậy nha. Nó vẫn còn đóng vậy nè, phải quậy mấy lần mới hết. Thì cái này mình làm cho các bạn xem, thì chứng minh cho các bạn thì cái này nó không có độc nha, nếu mà mình dùng một cái liều lượng vừa phải, chứ nó không có độc giống như nhiều người nói để nấu thức ăn nó rất là hại này kia cái nọ. Thực ra nó là cái chất trong cái chất baking soda này, nó có chất kiềm cao thôi, nên chứ nó không có gì hết để đăng mà nó, vì vậy nên mình mới dùng cho được những thứ khác. Thì các bạn nào mà cũng biết thêm được những cái công dụng nào đó thì comment bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nha. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.